Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Iran sẵn sàng đáp trả các hành động gây căng thẳng xung đột của Israel, trong khi Tel Aviv tuyên bố sẽ lại tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nếu Tehran có động thái làm gia tăng căng thẳng mới. Các cuộc ăn miếng trả miếng giữa Israel và Iran làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn ở khu vực. Trong tuyên bố mới đây, Phó Điều Phối viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, chuẩn tướng Mohammad Reza Nakhdi nhấn mạnh, trong những ngày tới, thế giới sẽ chứng kiến một đòn giáng nghiền nát sau hàng loạt động thái nhằm bảo vệ lợi ích của Iran trong khu vực. Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian cũng cảnh báo, Tehran có thể làm giảm đáng kể năng lực quân sự của Israel bằng cách tấn công với lực lượng lớn hơn so với cuộc tấn công ngày 1 tháng 10, đồng thời nhấn mạnh, Mỹ sẽ không bao giờ có thể buộc chúng ta từ bỏ lập trường của mình. Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian đã tuyên bố Israel không để lại cho Iran lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả toàn diện các cuộc tấn công gần đây. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, đã sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào các địa điểm chiến lược của Israel. Mỹ cảnh báo Israel rằng đòn đáp trả của Iran có thể mạnh hơn nhiều so với cuộc tấn công trước đó hồi tháng 10. Phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Ông Esmail Bagayi cũng nhấn mạnh chúng tôi đang sử dụng mọi biện pháp có sẵn để đáp trả kiên quyết và hiệu quả, đồng thời lên án việc Israel lạm dụng không phận Iraq để tấn công vào Iran. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas tại giải Gaza đã lan rộng trong những tuần gần đây, sang khu vực biên giới phía bắc Israel, nơi quân đội nước này tấn công lực lượng Hezbollah ở Liban. Ông Bagayi cho biết lệnh ngừng bắn ở Gaza và Liban vẫn là mục tiêu của Iran ông hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra lập trường quyết đoán và cứng rắn liên quan đến cuộc tấn công. Sau cuộc tập kích mới nhất, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Galan khẳng định sau đòn tấn công gần đây, Iran đang ở thế bất lợi. Ông cho biết thêm, cuộc tấn công của Israel đã làm tổn hại đến khả năng sản xuất của Iran, làm thay đổi cán cân quyền lực và sẽ buộc Tehran thay đổi các tính toán. Tuy nhiên, phía Iran tuyên bố cuộc tấn công của Israel chỉ gây thiệt hại hạn chế. Tehran cũng cảnh báo sẽ dùng mọi phương tiện sẵn có để mang lại hậu quả cay đắng cho Israel. Vừa qua, Israel đã tổ chức cuộc tấn công đáp trả vào Iran. Tuy nhiên, Tehran cho biết quốc gia này không có kế hoạch sửa đổi học thuyết hạt nhân. Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Bagai tuyên bố, lập trường của chúng tôi về vũ khí hủy diệt hàng loạt là rõ ràng. Chúng tôi không ủng hộ việc quân sự hóa chương trình hạt nhân lập trường của chúng tôi vẫn giữ nguyên như đã nêu. Tính từ năm 2003 cho tới nay, xác lệnh từ lãnh tụ tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei vẫn khẳng định vũ khí hạt nhân chiến thuật hoàn toàn bị cấm phát triển ở quốc gia này. Tuy nhiên, ông Khamenei nhiều lần cho biết Tehran sẵn sàng thay đổi quan điểm nếu bị đe dọa an ninh, bất chấp các sức ép từ Israel, Mỹ và các quốc gia phương Tây. Theo kênh Iran International, kể từ đầu năm 2021, khi chính quyền của ông Joe Biden lựa chọn đàm phán để khôi phục thỏa thuận kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama. Iran đã mở rộng đáng kể nỗ lực làm giàu uranium của mình và hiện được cho là đã có đủ vật liệu phân hạch cho từ 3 đến 5 đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Theo đó, JCPOA được ký kết vào năm 2015 giữa Iran và nhóm P5-1 gồm 5 nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức đã áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với các hoạt động hạt nhân của Iran. Cụ thể, Tehran bị hạn chế làm dầu urani ở độ tinh khiết không quá 3,67%, duy trì kho dự trữ khoảng 300 kg, cũng như chỉ vận hành các máy ly tâm IR-1 thô sơ. Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dù vậy, từ một báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, tính tới tháng 5 năm 2024, Iran đã có tới 142,1 kg uranium được làm giàu lên tới 60%. Chỉ cần một bước tiến ngắn về mặt kỹ thuật để đạt mức 90% cấp độ vũ khí, tăng 20,6 kg kể từ báo cáo cuối cùng của IAEA vào tháng 2. Theo định nghĩa của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, khoảng 42 kg uranium được làm giàu tới 60% là lượng có thể tạo ra một vũ khí nguyên tử về mặt lý thuyết nếu vật liệu được làm giàu tới 90%. Báo cáo cũng cho biết, lượng uranium đã làm dầu của Iran ở mức 6.201,3 kg, tăng 675,8 kg. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này nhằm mục đích hòa bình. Nhưng người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, Rafael Mariano Grossi đã cảnh báo rằng Tehran có đủ uranium được làm giàu để chế tạo một số bom hạt nhân chiến thuật. Hãng tin AFP dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Israel cho biết, bộ này đã chi 530 triệu đô la Mỹ để tăng tốc phát triển hệ thống phòng không laser mang tên tia thép Iron Beam. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Israel nêu rõ, Thỏa thuận trị giá khoảng 2 tỷ Seken, đồng tiền Israel sẽ tăng cường đáng kể việc mua sắm các hệ thống đánh chặn laser Iron Beam. Hệ thống này nhằm mục đích cải thiện khả năng đánh chặn thiết bị bay không người lái và các loại đạn khác mà Hezbollah ở Liban đã bắn vào Israel kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza để hỗ trợ cho đồng minh Hamas. Hệ thống Iron Beam sẽ bổ sung năng lực phòng thủ cho hệ thống vòng sắt Iron Dome, vốn không thể đánh chặn mọi loại đạn từ nhóm vũ trang Liban, dẫn đến thương vong cho dân thường và quân đội. Bộ Quốc phòng hợp tác với Rafael và Enbit trong phát triển hệ thống này, dự kiến đưa vào hoạt động trong vòng một năm. Đầu tháng 10, Israel đã nhận gói viện trợ quân sự mới từ Mỹ trị giá 8,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó 5,2 tỷ đô la Mỹ dành cho các hệ thống phòng không, bao gồm phát triển hệ thống laser. Hệ thống phòng không hiện tại của Israel có nhiều lớp bảo vệ, giúp đánh chặn tên lửa và rocket từ Gaza và Liban Trước đó, công ty quốc phòng Israel Rafael Advanced Defense System cũng đã công bố phiên bản mới nhất của hệ thống vũ khí laser năng lượng cao. Beam tại sự kiện Hiệp hội Lục quân Mỹ AUSA tại Washington, DC diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10. Được thiết kế để vô hiệu hóa nhanh chóng và chính xác các mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay không người lái UAV tấn công bầy đàn, Beam đại diện cho những tiến bộ trong công nghệ phòng thủ chính xác. Hệ thống laser 10 kW sẽ giúp nâng cao năng lực bảo vệ lực lượng hoạt động trên bộ, đồng thời tiết kiệm chi phí vận hành. Lightbeam nằm trong chiến lược mở rộng ứng dụng vũ khí năng lượng định hướng của Rafael, nhằm chống lại nhiều mối đe dọa trên không và trên bộ. Hệ thống này là phiên bản cải tiến của hệ thống phòng không laser Ironbeam, một hệ thống vũ khí laser cố định 100 kW, có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách vài km. Phù hợp với các phương tiện hạng nhẹ, Lightbeam có thể được triển khai tại nhiều khu vực khác nhau cho phép chống lại nhiều mối đe dọa từ máy bay không người lái đến tên lửa, đạn cối. Ngoài ra, hệ thống còn có thể vô hiệu hóa các thiết bị nổ tự chế, IED và các mối đe dọa khác trên mặt đất, giúp tăng tính linh hoạt của hệ thống trên tiền tuyến. Với phạm vi hiệu quả từ vài trăm mét đến khoảng 2.000 mét, loại Beam có khả năng theo dõi chính xác mục tiêu thông qua hệ thống theo dõi tiền tiến. Light Beam cũng có thể được trang bị các hệ thống chống máy bay không người lái, CUAV khác tính mô đun của nó cho phép lắp đặt trên nhiều nền tảng khác nhau bao gồm xe bọc thép tàu và phương tiện mặt đất cố định